Hello các bác, em lại tiếp tục vận chuyển cây dồi lép đây, giống dồi lép lá nhỏ siêu trái cho các bác đây. Đây, cái này là về Bắc Linh các bác nhé. Thì tối hôm nay là em đợi xe, tuy nhiên thì xe có hẹn em là chiều tối bốc, nhưng xe vừa báo lại là xe bị trục trặc dẫn đến là sáng mai bốc sớm, khoảng 5 giờ sáng là mới ghé bốc được. Thì trao đổi với bác là đấy, nhiều khi gửi cây cho các bác cũng phải đắn đo rồi tìm xe các thứ rất là cẩn thận. Ngoài cái vấn đề làm cây cẩn thận rồi, nhưng mà đến khi gửi rồi vận chuyển cho các bác thì thật sự là cả một vấn đề. Thì ngày hôm trước em có vận chuyển một cái chuyến gửi cây ra ngoài Lào Cai đấy. Đấy, nếu mà cái bác ở Lào Cai xem video này thì bác hết sức thông cảm cho em, tại vì là tuyến đi thẳng Lào Cai không có, dẫn đến phải sang xe, và sang xe thì nó bị gãy mất khoảng chục cây các bạn, gãy mất khoảng chục cây. Đấy. Thì em có báo với cả cái bác ở Lào Cai là yên tâm, đấy, em sẽ một là nếu cần cây em sẽ gửi thêm, hai là nếu không thì em sẽ gửi tiền để trả lại cái số tiền số cái cây bị gãy á. Đấy. Đây cây đẹp như thế này đây, mà xe nó sang xe sao mà đến lúc nó về đến nơi mà gãy mất chục cây các bạn. Rồi nó hao hụt mất 12 cây nữa. Có nghĩa là ra đến nơi là không biết nó bốc hơi đi đâu mất 12 cây nữa. Thì em có hỏi xe từ đây ra, những cái nhà xe ở đây từ đây bốc đi rồi mà cũng không biết là ở ngoài đấy, thì họ có nói là chắc là do quá trình vận chuyển á, người ta thấy cái cây dổi này này. Đó. Thì chắc là cũng nhiều người cũng thích. À, nên là có chắc là họ cũng lấy. Này, họ cũng lấy về để họ trồng, để họ lấy giống á, nên nó dẫn đến là hao hụt. Đấy, thì vấn đề hao hụt đấy thì em sẽ chịu trách nhiệm các bác nhé. Còn đây là có một bác khác. Đấy, cái này thì cái này là về Thanh Hóa. Đây, số lượng này về Thanh Hóa, chỗ kia là về em vừa nói gì? Bắc Linh à? Bắc Linh à? Đấy. Nên là cây dồi đây, giống dồi lép lá nhỏ đây, dồi cao sản Đắk Lắk. Các bác thấy đã không? Đẹp không? Tuyệt vời các bác nhỉ? Đấy. Đấy. Thì cây này về em đã phơi nắng rồi các bác nhé. Cây này thì em đã phơi nắng rồi, thì các bác về có thể trồng ngay, trồng luôn không cần phải phơi nắng nữa, hoặc là có thể để lại cho thỉnh thoảng chúng ta tưới nước thôi. Đấy. Cứ khoảng 5-7 ngày thì chúng ta tưới cho nó một lần. Đấy. Nếu bác nào cẩn thận nhé, thì chúng ta để là chúng ta giãn nó ra. Ví dụ các bác để là các bác để hai cây một hàng. Đấy, xong rồi lại cách ra. Đấy, hai cây một hàng như này. Đấy. Cứ xếp theo hàng như thế này. Nó thưa ra như thế này cây nó phát triển rất là nhanh. Nếu các bác để lâu á, chứ còn để một thời gian ngắn thôi để trồng ấy thì các bác không cần phải để như thế đâu. Các bác có thể để luôn như em đây này. Đấy, xếp đây. Đấy. Đấy, các bác có thể xếp như thế này. Nhưng mà để thời gian ngắn thôi nhá, thì các bác để này được, chứ còn để khoảng 1-2 tháng đấy, hoặc là nửa tháng để các bác trồng á, thì các bác nên để cứ hai hàng lại cách ra một hàng, hai hàng cách ra một hàng, để cho cây nó có cái độ thoáng nó phát triển các bạn. Đấy. Chứ không nên để dày thế này đâu. Cái này em vận chuyển ra đây đấy, từ vườn ươm phía sau em vận chuyển ra đây để em gửi xe thì em phải để thế này thôi. Đấy. Còn một cái nữa là các bác nhớ giùm em nhé. Đấy, nhớ giùm em là ví dụ cây như thế này. Đây, cây như thế này. Thì các bác về các bác cắt cái băng keo ra. Rồi các bác cứ thế bác trồng đi. Đấy. Các bác trồng rồi các bác sau này các bác phải cắt đi hai nhánh, để một nhánh thôi. Đấy, để một nhánh giữa thôi các bác nhé. Nhánh nào phát triển mạnh nhất thì các bác để. Đấy, chứ đừng có để ba nhánh. Đây, cái này thì một nhánh này. Cây đẹp không này. Thấy không? Đấy, cái này thì các bác để một nhánh thôi. Đấy, một nhánh này là ok rồi. Cái này thì về chỉ cần cắt băng ghép là ok rồi. Các bác nhớ cho em là phải cắt băng ghép nhá. Đấy, chắc chắn là phải cắt băng ghép đấy. Chứ em thấy là cũng khá nhiều các bác phản hồi cho em là quên không cắt băng ghép trước khi trồng. Đấy, dẫn đến là bây giờ mình phải ra ruộng mình cắt từng cây một đi, nó cũng khá mỏi chân, lại neo đồi neo dốc ấy. Hoặc là nhiều khi quên luôn đấy, là nó lớn khi mình trồng ra nó lớn phát triển rất là mạnh nhá. Đấy, nó thít vào nó gãy luôn. Nó gãy luôn cái phần ghép này. Rất là đáng tiếc. Này. Cái cây giống các bác nhìn đã không?
Buổi tối thì nó không được. Đây, quay bên này đi. Đấy, này. Đấy, cây giống giao cho các bác đẳng cấp không? Đấy, như cây này thì chắc là cũng năm là cho trái thôi. Cây này chắc năm là cho trái, đẹp tuyệt vời không? Đấy, cây như thế này em đoán chắc khoảng một năm là cho trái rồi, ra cây hai rồi đây. Đó. Thì trong quá trình gửi thì cũng có cây nó cao và cũng có cây nó thấp hơn. Đấy, thì không thể đều 100% được. Tuy nhiên thì về cái giống thì các bác yên tâm, em đảm bảo bác 100% là chuẩn giống. Các bác không cần phải lăn tăn về giống nhé. Các bác không cần phải lăn tăn về giống. Đây. Đây, rồi đếp lá nhỏ giống rồi cao sản Đắk Lắk đấy. Các bác thấy cái hình ảnh em đưa lên này. Đấy, từ cây 25, rưỡi, 35 đấy, cây 35. Rồi cây 55. Nó sai kinh khủng không? Trái của nó, quả của nó đấy. Đấy, nên là có rất nhiều bác trồng giỏi nhưng mà trồng không đúng giống. Trời, thấy hôm nay âm u, có khi lại sắp mưa, có cơn kìa. Đấy. Có nhiều, rất nhiều bác trồng không đúng giống dẫn đến là nó không có quả. Đấy, đặc biệt là trồng mấy cái giống giỏi mà nhiều bác là cứ nói là rồi nó phải mua giống ở Hòa Bình. Đấy, nhưng mà trồng đấy cả chục năm nó không có trái đúng không? Thì em giới thiệu đây là giống dổi cao sản Đắk Lắk này, dổi lép lá nhỏ nhé. Đấy, trồng thì phải lên trồng cái giống này thì nó mới nhanh có trái được, một năm rưỡi hai năm là đầy trái rồi. Đấy, chứ các bác này cứ theo thói quen ấy cứ bảo là phải trồng dổi Hòa Bình. Đấy, thì các bác cứ tìm hiểu đi, em thì không có phân biệt vùng này vùng kia nhưng mà em thì phân biệt giống. Đấy, em đi phân biệt giống, trồng ở đâu thì nó phải chuẩn. Kể cả các bác có mua giống ở bất cứ đâu thì theo em ấy là các bác nên tìm hiểu rõ nguồn gốc ở nơi cơ sở bán ấy. Cái thứ hai nữa là cái người làm giống ấy là người ta phải hiểu về cây. Đấy, phải làm cây đấy, rồi làm trái, làm hạt ấy. Rồi nhân giống cho mình cho đảm bảo. Và tránh trường hợp là đi mua đi bán lại nhá. Nhiều người cứ đi mua đi rồi về là bán lại, nhiều khi họ không biết nguồn gốc ở đâu. Đấy, nên là nên mua ở những nơi trực tiếp nhân giống như em ấy. Có thể là các bác mua ở nhiều nơi đúng không? Nhưng mà nên mua những nơi mà trực tiếp nhân giống cho mình thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Đấy. Chỉ còn đừng mua mấy cái chỗ trôi nổi, không biết nguồn gốc ở đâu cả. Đấy, người ta thấy rẻ thì người ta nhập về người ta bán, nhiều khi chả biết về giống dổi nó như thế nào luôn. Đấy. Còn cái dổi này các bác sau này các bác trồng ấy thì nó có một đặc tính nữa là mình sẽ được cái gỗ dổi. Tại vì em bảo các bác là để một thân duy nhất ấy. Đấy. Chục năm sau rồi 15 năm sau các thứ gì thì cái gốc của nó rất là to rồi. Thân nó to như thế thì ta lại thu hoạch được cái gỗ phải không? Mà sau này gỗ thì càng ngày càng quý. Gỗ dổi là một trong những cái giống, là một trong những loại gỗ rất là đắt tiền. Sau này một cây khoảng 15-20 năm sau các bác bán thì có khi lại được cả chục triệu một cây gỗ. Thì lại tính ra thì lại tuyệt vời. Một năm mà lại ra mấy trăm nghìn tiền gỗ một cây thì làm gì cho bằng đúng không? Chăn nuôi bây giờ thì chắc gì đã lời. Đấy. Làm cái cây ngắn ngày thì lại núc được núc mất. Thì không gì bằng cái cây gỗ các bạn. Đấy. Ngoài thu hoạch quả mình còn thu hoạch gỗ nữa. Vâng, thế các bác nhé. Trời cũng tương đối tối rồi. Em thì hẹn xe là khoảng 4-5 giờ chiều nó bốc. Nhưng mà xe nó bị trục trặc, nó không thể bốc được. Nên hẹn em là đến sáng sớm ngày mai khoảng 4:30-5 giờ sáng. Đấy. Lại phải dậy sớm rồi. Để chuyển cây cho các bác đây. Đấy, bác ở Thanh Hóa này. Bác kia ở Bắc Linh. Đấy, chủ động nhá, chuẩn bị nhá. Đấy, chuẩn bị nhận cây. Đấy, cây giống của các bác đây. Để khi các bác nhận thì cứ yên tâm. Đấy, vâng, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bằng xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan. Phù hợp cho La Thái, xoài bưởi diễn cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, màu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước vị phù hợp cho bưởi da xanh nước Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.